Tôi đang có mặt tại một trong hai địa điểm phong tỏa của thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn. Và riêng xã Sài Sơn thì có 3 địa điểm phong tỏa. Ngoài 2 địa điểm ở thôn Đa Phúc thì còn một địa điểm tại thôn Sài Khê. Ngoài 3 địa điểm phong tỏa tại xã Sài Sơn thì huyện Quốc Oai còn một địa điểm phong tỏa tại thị trấn Quốc Oai cũng như là một địa điểm tại xóm 11, xã Thạch Thán. Với số hộ dân phong tỏa không nhiều, bình quân mỗi khu vực khoảng trên 10 hộ dân mà thôi. Nhưng với tiêu chí là phong tỏa hẹp nhưng kiểm soát chặt các khu vực này. Người dân được yêu cầu là ở nguyên trong nhà và tất cả những nhu cầu thiết yếu sẽ được các lực lượng chức năng hỗ trợ tối đa. Các cơ quan, các doanh nghiệp ở trên địa bàn huyện Quốc Oai cũng đã được yêu cầu rà soát lại tất cả cũng như kích hoạt các phương án phòng dịch trong giai đoạn hiện nay. Hơn 170 F1, những trường hợp tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly tập trung tại trường Trung học Phổ thông Quốc Oai. Và hiện nay thì huyện Quốc Oai cũng đã kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung để sẵn sàng có thể tiếp nhận các trường hợp tiếp xúc gần nếu mà có tăng thêm các ca F0 trong thời gian tới.